Hello mọi người, tôi là Vinh và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kìm mỏ nhọn mà nó cong của hãng Stanley. Thì mọi người sẽ để ý trên cái kìm này nó sẽ ghi một cái chữ là Max Steel. Thì đây là cái kìm và mỏ nhọn mà nó cong qua một bên, một góc khoảng gần 45 độ và nó cách điện 1000V. Quan trọng là đây là một cái kìm cách điện 1000V. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái kìm này có cái gì. Mình sẽ nhìn bề ngoài trước ha. Những cái thông số ở ngoài nó sẽ khoe ở đây, thì chúng ta dựa vào những cái khoe này chúng ta sẽ đọc rồi chúng ta sẽ dịch. Trước khi dịch thì cho mọi người coi cận cảnh trước. Đó, đây là hàng cận cảnh không che. Đó, rõ ràng không có gì mà che giấu hết. Thì mọi người lấy hàng thì cứ y như thế này mà nhận hàng. Đó, không giống như thế này thì không nhận, vậy thôi. Đó, thì cái này á, nó dài là 200mm và 200mm. Cái này nó có vừa có thể kẹp được và vừa có thể cắt. Nó có hai chức năng. Thì bây giờ mình mở ra coi nó như thế nào ha. Ở trên đầu nó thì nó có một cái miếng nhựa để bịt lại. Cái này thì nó khóa rồi. Mình sẽ cắt cái dây này ra. Cắt cái dây này ra thì lại hồi gắn lại cũng cực. Mà sao giờ phải cắt thôi. Ok. Để cắt cái này thì lấy cái kìm này cắt luôn. Đây là cái kìm của Fuyuya, kìm cắt dây là dây điện nha, chứ không phải cắt nhựa. Chiếc nhựa nó sẽ có một loại khác nữa. Đây cho mọi người coi cái kìm nữa. Đó, đã không? Mình sẽ review cho mọi người cái kìm này riêng. Rồi, chúng ta sẽ mở xong cái kìm này. Thì cái kìm này nó không có lò xo bên trong mà chúng ta sử dụng, mà chúng ta sẽ mở ra mở vô. Cảm giác đầu tiên khi mình mở là nó hơi cứng à, hơi cứng thôi chứ không phải là cứng ngắc, không mở được, nó không có mềm mại, có lẽ là mới xài. Những cái kìm mà xịn của Fuyuya ha, của Kiba đó, thì nó rất là mềm, mọi người mới xài thôi nó mềm rồi à, còn cái này thường những cái kìm mà chất lượng tầm thấp hơn thì nó hay bị vậy đó. Thì cái này nó đạt chuẩn ECC 60900 hay là 1000V. À, đây là cái kìm 840808. Chúng ta sẽ thấy một để ý một điều như này, khi mọi người mua hàng về thì mọi người mua kìm mọi người hay so vậy lắm. Mình sẽ tái diễn lại cái cách mọi người lựa kìm. Thường người lựa kìm mọi người sẽ khép hai cái lưỡi này lại coi là nó có khít không. Nhìn qua khe cửa chúng ta có thấy là nó khít hay không. Thì để chúng ta xem là cái kìm này nè, mọi người thấy thì hai cái đầu hai bên, tức là hai cái mỏ hai bên nó làm không có bằng nhau. Mặc dù đây là kìm chất lượng của Stanley nhưng là nó cũng không có hoàn hảo ha, nó không hoàn hảo. Chúng ta nhìn kỹ ở đây chúng ta sẽ thấy hai cái đầu phía trên này nó không có, cái đầu bên tay trái nó hơi nhỏ hơn đầu bên tay phải. Khi mà khép lại thì hai cái đường này nó không có khít nhau hoàn toàn 100%, tức là nó vẫn có một cái sự là cảm giác là nó không có bằng với nhau. Chỗ này thì nó có khe lớn rồi, chỗ này thì nó không cần phải làm như vậy. Tại vì cái kìm này á, bản chất của nó khi mà chúng ta sử dụng á là chúng ta sẽ dùng để kẹp gấp như thế này. Chúng ta kẹp, chúng ta gấp như thế này. Đó. Kẹp tiếng nha, có những góc mà chúng ta phải dùng một cái kìm mỏ nhọn, chúng ta sẽ đút vô và chúng ta kẹp à, nếu như vậy đó thì miễn sao hai cái này nó kẹp được thôi. Và với cái độ khít như thế này ngay đầu thì nó rất là khít, tại vì chúng ta kẹp ngay chỗ đầu chứ không phải là chúng kẹp ngay giữa này, thì có vô đây mới vô tới đây được chứ đâu kẹp ở giữa đây được, nên là chuyện quan trọng chỗ này nó khít. Còn những chỗ này thì nó không khít cũng không phải là vấn đề lớn. Khít thì nó càng xịn, còn không khít thì không phải là không dùng được. Ví dụ bình thường, vấn đề là nó sẽ dùng bình thường. Nhưng mà ý nó ở đây là nhìn nó không có đã. Còn phần cắt thì cái phần phía sau này chúng ta có thể dùng để cắt dây điện. Ở đây thì nó không có ghi là cắt được bao nhiêu, hơi dở. Hàng của Nhật thì nó có ghi rõ ràng lắm mọi người, là cắt được bao nhiêu dây, nhiêu là nó có ghi đây nè. Để cho mọi người xem. Đó, nó có ghi rõ ràng ha, mà chúng ta dựa vô đó thì chúng ta cắt. Ở đây không có ghi nhưng mình cũng đoán được nó cắt khoảng dây là dây M4. Đó, mình mở ra mình cắt. Cắt vẫn ngọt ngào đàng hoàng ha.
Đương nhiên là mới thì cái nào cũng vậy rồi, dùng thì lâu thì dài mới biết là như thế nào. Mình sẽ lấy một cái sợi dây bự hơn, ở đây mình có mua sẵn dây điện để mình về mình test. Đó, nhiều lắm. Đây. Đó. Vậy, à, một nồi. Mọi người thấy đây là cái kìm của Kiba nè. À, kìm Kiba là kìm của Nhật Xịn. Thì mọi người xem khi khép lại nó cũng không có khít nhau hết trơn. À, hai cái đầu này nó cũng không hoàn toàn bằng nhau nữa. À, thật ra thì có những cái yêu cầu của mình nó hơi không đúng so với cái tư duy sản xuất của người ta. Người ta sản xuất cái kìm đó để làm công chuyện đó thì người ta tập trung cái chuyện đó, miễn sao cái kìm tôi anh dùng nó phát huy được cái công dụng mà anh cần thôi. Còn cái chuyện ví dụ những cái này nếu nó ảnh hưởng đến chức năng thì mới là vấn đề, còn nếu nó không ảnh hưởng đến chức năng thì không phải là vấn đề ha. Rồi, đây là cái kìm xịn đó, và đây là cái kìm cũng xịn. À, nhưng mà cái này thì thương hiệu này xịn hơn, nó có lò xo bên trong, cái này thì không có lò xo. À, giờ mình cắt cho mọi người xem. Đây là cái dây M4 nè. À, nhẹ nhàng, không có gì khó hết. Cái này thì M4.5. Đây là dây lõi ở hai hai cái lõi bên trong. Rồi. Thật sự thì với những cái này thì nó không có đơn giản rồi, không có gì hết. Và chúng ta sử dụng nhu cầu gia đình chúng ta thì chúng ta cũng đâu có sử dụng gì hơn những cái này, cũng sử dụng như vậy thôi, cũng như vậy thôi. Còn nếu mà sử dụng nó dữ hơn thì chúng ta đã không mua những cái kìm này, mà chúng ta mua những cái kìm chuyên nghiệp hơn rồi. Thì đó, những anh em xài chuyên nghiệp thì anh em sẽ biết. Nè, còn khi chúng ta gấp thì chúng ta sẽ cầm, chúng ta gấp như thế này đó, thì bỏ những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này đó. Sướng à. À. Đó, đó, đó. Đó. Ok. Rồi, thì cái kìm này giá của nó là 323 ngàn. Tại vì cái kìm này có thể làm điện sóng cách điện 1000V. Mọi người thấy những cái kìm cách điện nó có hai cái đặc điểm, đó là cái phần ở trên chỗ này nè, nó sẽ có một cái phần để nó giữ ngón tay lại, nó không cho mình tuột qua. Tại vì nếu mình tuột qua luôn là điện giật. Đây không phải là cái kìm cách điện nè, mọi người thấy. Kìm này không có sử dụng điện sóng được, nó chỉ cắt thôi. Nên khi mà cái phần cách điện nó chỉ cái cán rất là mỏng. Cao su rất là mỏng, nó không có cách điện nhiều. À, nên khi đụng chạm đây là giật chết luôn. Còn cái kìm này được thiết kế để cho công việc cắt điện, nên cái cán nó làm rất là dày. Nhựa này là nhựa cách điện nha, nhựa này phải là nhựa xịn. Và thứ hai là gì, là nó phải có cái phần nhô lên thế này để nó ngăn ngón tay mình bị trượt qua. Dù mình có cầm hơi 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 sẩy chút thì mình cũng không bị ảnh hưởng. À, đó là lý do 323 ngàn cho một cái kìm mỏ nhọn hơi cong của hãng Stanley với chất lượng tốt, chất liệu là Max Steel, là cái thép cao cấp nhất của Stanley, cách điện 1000V. Giá chỉ cần phí vận chuyển, nếu mọi người có nhu cầu mua cứ liên hệ Thích Là Mộc, địa chỉ là 257 Sạc Năm Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0236 710 9797. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.